ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn, Phó Ban Trị Sự Tịnh Hòa Phật Giáo Tịnh Bình Định, Viện Chủ Chùa Liên Hoa. Kính thưa toàn thể chư Đông Đức Tăng Ni và quý vị hữu Phật tử kính mến, chư chúng tôi chân thành cảm ơn Thượng Tọa Viện Chủ đã thương tưởng và tạo cơ hội thuận lợi cho các tôi có mặt và cho phép chúng con được chia sẻ pháp thoại tại ngôi chùa mang biểu tượng của pháp môn Tịnh Độ là hoa sen. Năm 1999, lúc đó chúng tôi đang ở Ấn Độ, Thượng Tọa Châu Tính có gửi thơ giới thiệu về khóa tu đầu tiên tại chùa Hoằng Pháp, và trong lá thơ đó Thượng Tọa cho biết có 68 Phật tử tham dự pháp tu cũng nghe mùa vía Đức Phật A Di Đà như thế này. Thượng Tọa Viện Chủ chùa Liên Hoa cho chúng ta biết đây là khóa tu đầu tiên tại chùa mà số lượng gần đến 700 người. Nếu so với điểm xuất phát ở tại chùa Hoằng Pháp Sài Gòn ấy, ta lớn mạnh hơn đến 10 lần. Như vậy khi xuất phát mà số lượng Phật tử với lòng kính ngưỡng nhiều mà như quý Phật tử tại đây, thì chúng tôi tin chắc rằng là trong một tương lai ngắn, các khóa tu niệm Phật dành cho các hành giả Tịnh Độ Tông sẽ trở thành là điểm trọng tâm của Phật giáo Tịnh Bình Định, nơi đã xuất phát ra rất nhiều vị tổ sư mang Phật pháp khắp các tỉnh miền Nam. Nhờ đó đạo Phật đã được hưng thịnh và phát triển như chúng ta thấy hiện nay. Trong pháp môn niệm Phật được mô tả trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật, thì niệm Phật thường gắn liền với một pháp môn khác, chẳng hạn như niệm Phật sám hối để tiêu trừ túc nghiệp và phát triển chánh niệm, rồi niệm Phật quán tưởng là tăng cường năng lượng của tâm, chuyển hóa là phổ điều cao để sự niệm Phật trở thành là một phương pháp trị liệu. Niệm Phật trì chú là một trong những hỗ trợ mà rất may mắn tại các chùa ở Việt Nam. Yếu tố của Tịnh Độ Tông và Phật Tông luôn luôn gắn liền và hỗ trợ trong các nghi thức tụng niệm. Và phẩm thứ 7 của kinh Niệm Phật Ba La Mật mà chúng tôi sẽ chia sẻ về đây lại là một nghệ thuật hướng dẫn cái thức phối hợp giữa niệm Phật và trì chú để giúp cho hành giả đạt được hai giá trị đó, đó là chánh niệm và đạt được sự an tịnh của tâm. Và khi nãy anh cư sĩ dẫn chương trình cho biết khóa tu nhắm đến bài trọng tâm niệm Phật, chánh niệm và tịnh khẩu. Trong truyền thống tâm linh của đạo Phật, tịnh khẩu khác với truyền thống Bà La Môn giáo. Chữ Mâu Ni mà ta thường biết đến qua chữ Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là đại ẩn sĩ, mà theo truyền thống của Ấn Độ giáo đó, là người không nói, sống ở trong rừng sâu, giữ sự lặng lẽ, hạn chế sự giao tiếp trong tối đa, và thậm chí là mỗi ngày
nếu mình có dùng sà beng khởi sanh, hành giả đó còn không có phát biểu. Đức Phật đã từng trải qua các phương pháp tu khổ hạnh, trong đó có phương pháp tịnh thổ như vừa nêu. Sau khi thực tập con đường lúc đạo sau những hai cực đo khổ hạnh ép sát và hưởng thụ lãnh thú, Đức Phật đã khám phá ra con đường bát chánh đạo, và nhờ đó mà chúng ta được đạo quả. Ánh sáng Phật pháp đã trở thành quyến sáng Ấn Độ, tức là đó là quyến sáng Á Châu, còn bây giờ là quyến sáng Phật Độc. Một trong những bài kinh được ngài ghi lại trong kinh tập thuộc kinh tạng Pali, có đoạn có người thưa hỏi rằng là nếu chúng tôi tu tập tịnh khẩu theo kiểu không nói không rằng, không ừ không hử suốt ngày trọn tháng như thế thì quả chứng sẽ là cái gì? Đức Phật mỉm cười và trả lời: quả chứng có la là ác khẩu. Vậy đó, Đức Phật đã cung cấp một nội dung hoàn toàn có giá trị tâm linh đạo đức xã hội cho phương pháp thực tập tịnh khẩu của truyền thống và lâu giáo. Tịnh khẩu là nói những điều lành, phát ngôn những điều có ích, giao lưu tiếp xúc và truyền thông các giá trị đạo đức, để thông qua đó đời sống con người ngày càng hạnh phúc và bình an. Con người có phước báo hơn các loài động vật là ở chỗ con người có được hệ thống ngôn ngữ một cách trọn vẹn. Dầu rất nhiều dân tộc ở vùng núi hay là vùng hẻo lánh, ngôn ngữ của họ chỉ là lời nói mà chưa có chữ viết, vẫn hơn rất nhiều hệ thống truyền thông của các loài động vật. Và nhờ cái phước báo này mà các kiến thức từ xa xưa trong lịch sử phát triển của loài người đã được truyền thừa, và ta có thể nắm bắt chúng ở trong khoảng một thời gian ngắn là vài ngày, vài tiếng, mà trước đây ta phải mất đến vài thế kỷ, phải đến tận nơi để có thể học được những điều hay để phải. Do đó khái niệm tịnh khẩu ở trong tịnh độ thông đó, trước nhất là sự đề khởi niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà bằng chánh niệm. Trong khóa tu như thế này, với sự hướng dẫn tâm linh của thượng tọa trụ trì và chư tăng, quý hành giả đang thực tập ít nói, không phải là không nói, nói những điều có ích, nói những điều có lợi. Theo tông chỉ của tịnh độ là ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh tan vọng niệm chết, hiển pháp thân chư Phật. Ít nói những điều nó không có giá trị cho đời sống, vì sự phát ngôn trong trường hợp đó có thể làm đổ vỡ tình cảm người thân, người thương trong gia đình, ngoài xã hội. Và mỗi khi đó nó có một cái đổ vỡ rồi đó, thì ly giống như đảo phì phở, có hàng gắn cỡ nào đi nữa thì cũng khó mà lành lặn được lắm. Cho nên người thực tập niệm Phật là quay về với chính mình, xem mình như là một tấm gương phản chiếu rất rõ từ lời nói, suy nghĩ, việc làm, chứ giúp ta trở thành một người có tha tâm thông về chính mình. Ta rõ tất cả những cái nhu cầu của tâm lý, của sinh lý, của quan hệ xã hội, để mọi ứng xử đó nếu không trực tiếp mang lại niềm vui thì không gián tiếp để lại nỗi khổ niềm đau cho ai. Ai giữ được khẩu nghiệp như thế được gọi là đang sống ở trong hạnh duy trì tịnh khẩu. Ta nói ít, ta niệm nhiều, và chỉ nói những điều có lợi ích mà thôi. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Bồ Tát Phổ Hiền chia sẻ với Bồ Tát Quan Thế Âm với sự chứng kiến của nhiều vị Bồ Tát khác và hàng nghìn đương cơ pháp hỏi về cách thức làm thế nào phối hợp một cách nhuần nhuyễn để giúp cho các hành giả ở cõi Ta Bà có thể thực hiện thành công sự tu tập niệm Phật và trì chú. Niệm Phật là thiết lập chánh niệm, trì chú là thiết lập tịnh tâm. Chánh niệm chỉ có mặt khi tâm ta được thanh tịnh, tâm thanh tịnh chỉ có mặt
khi chánh niệm có mặt. Hai cái này như là đôi cánh chim, mất một cánh con chim không thể bay cao và do vậy lại càng không thể bay xa. Các hành giả của Tịnh Độ Tông cần phải lưu giữ ý thức về việc duy trì chánh niệm bằng cách là hạn chế một cách tối đa việc để cho tâm viên ý mã lao nhảy ở trần cảnh này, bám víu vào cảnh vật khác, và suốt thời gian có mặt tham dự khóa tu, tu chức hành giả có được cái cơ hội quý báu nhất là rũ bỏ tất cả mọi muộn phiền căng thẳng do sức ép của công việc làm ăn giao tế hoặc là những cái gút bế tắc ở trong sinh hoạt xã hội mà ta chưa đủ sức để tháo gỡ ra. Do vậy, trong suốt thời gian có mặt tại chùa, ta nhớ bằng cách là liên tưởng mỗi khi đề khể câu niệm trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật thì ta phải nhớ đến một cái mô típ chánh niệm. Niệm Phật chính là niệm tâm. Như câu đối này đã nói, niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật. Trong một cái vế đối như thế đã có ba trừ điểm. Thứ nhất là ghi nhớ đến những đức tính cao thượng mà Đức Phật đã có. Mà muốn ghi nhớ như thế, ta phải ghi nhớ ở tâm chứ không phải ghi nhớ ở miệng. Miệng giống như là một cái nhét, tâm có ý thức hướng về thì máy nhét của miệng mới mở ra, khép vào, tạo ra âm vang, mà năng lượng sóng âm đó ghi nhớ ở trong tâm thức bằng nhĩ của chúng ta rằng ta đang nhớ nghĩ về Đức Phật A Di Đà với hai đặc tính là vô lượng quang và vô lượng thọ. Duy trì được việc chánh niệm ở tâm, ta tạo một cơ hội rất lâu dài là tâm đang niệm Phật, chứ tâm không còn cơ hội để niệm chúng sinh, niệm phàm phu, niệm nỗi buồn, niệm niềm đau, niệm uất hận, niệm những tâm lý tiêu cực. Và đó chính là trọng tâm của phương pháp chánh niệm. Khi thực tập được như thế thì niệm Phật cũng chính là thiệt. Bởi vì chánh niệm tạo cơ hội để cho thân và tâm của con người có mặt cùng một lúc trong sự bình an, tỉnh tại, nhẹ nhàng, thư thái bên trong, và giúp cho hành giả không bị dao động bởi các cái thuận và nghịch do môi trường, điều kiện, đối tượng giao lưu bên ngoài tác động và chi phối. Ví dụ ta thử ứng dụng niệm Phật với câu nói của người Du trong truyện Kiều: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì theo quý vị, người buồn dẫn đến cái cảnh buồn, người vui dẫn đến cảnh vui, hay là cảnh buồn và vui ảnh hưởng đến cái niềm buồn và vui của con người, cái nào ảnh hưởng đến cái nào? Xin quý vị bên dãy bên phải phát biểu. Cảnh ảnh hưởng đến tâm hay tâm ảnh hưởng đến cảnh? Phần lớn các vị ngồi ở giải đầu đó cho rằng là tâm ảnh hưởng đến cảnh, có phải vậy không? Vì ta đang niệm phàm phu, tâm mình buồn rũ rượi, hoa cười chim hót líu lo, gió thổi thông reo, cảnh vật vui tươi của mùa xuân mà ta thấy nó buồn thu thiểu như là chùa Bà Đanh. Như vậy ta để cái tâm phàm chủ quan tác động lên cảnh mà vốn cảnh hoạt động một cách độc lập lên đó. Còn ai cho rằng cảnh ảnh hưởng đến tâm, xin giơ tay. Không thấy ai giơ tay hết. Cảnh mà ảnh hưởng đến tâm thì tâm đó cũng là tâm phàm phu. Ví dụ thấy người ta cười, mình cười theo. Thấy người ta khóc, mình khóc theo. Thấy người ta làm bậy, mình làm theo. Ai sao mình dạy ta làm bậy làm theo. Như vậy là tâm phàm phu đang chạy theo cảnh. Do đó chánh niệm trong niệm Phật là như thế nào? Giữ được trạng thái không rung động trước cảnh vui hay buồn, thuận hay nghịch. Và do đó ta làm chủ lấy cảnh, cảnh không tác động lấy tâm, tâm không bị lệ thuộc vào cảnh. Cái đó như giờ phút được thực hiện này, chánh niệm đang có mặt, ở lúc hành giả đạt được trạng thái là tịnh tâm. Khi tâm được thanh tịnh thì mọi phát ngôn thông qua miệng hoặc là thể hiện qua chữ viết với những phương tiện truyền thông, radio,
truyền hình, internet, email, chat tin đều là khẩu tịnh. Như vậy là việc thực tập tu tập của chúng ta làm thế nào để đạt được hai giá trị tâm linh vừa nêu? Thứ nhất, Bồ Tát Phổ Hiền khuyên chúng ta hãy nhận diện bản chất và đời sống của cõi ta bà, nơi mà chúng ta có mặt như là một hiện hữu. Nhận diện một, ta phải thừa nhận rằng là tuổi thọ của con người và các loài chúng sinh vô cùng ngắn ngủi. Đây là một loại nhận diện để giúp cho chúng ta thấy được tính vô thường diễn ra với mình, người thân và sự vật xung quanh. Khoa học về vũ trụ ngày nay cho chúng ta biết một ngày một đêm ở trên mặt trăng bằng 30 ngày đêm ở trên hành tinh của mình đang sống. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã nói trong kinh nhiều cảnh giới chư thiên được hiểu là hành tinh có sự sống của con người ngoài hành tinh ta bà mà ta đang sống. Một ngày một đêm của một cõi trời có thể là bằng 100 năm ở trên cõi chúng ta, và có nhiều cái hành tinh chư thiên đó, một ngày một đêm bằng đến cả 1000 năm hoặc là 2000 năm. Từ cái hệ quy chiếu giữa mặt trời và mặt trăng mà chúng ta đang sống đã có sự chênh lệch về cái múi thời gian, cho phép chúng ta tin thông qua sự suy luận rằng sự chênh lệch về thời gian dài và ngắn giữa các con người ở các hành tinh khác nhau là một hiện tượng vật lý có thật. Khi thấy được điều đó thì chúng ta thấy được cái tính cách vô thường dài và ngắn lệ thuộc một phần vào phước báo của từng con người và một phần thuộc về quy luật vật lý vũ trụ ở các hành tinh đó. Một kiếp sống của con người trước đây được hiểu như là 60 năm, sau thời chiến tranh tuổi thọ đó được nâng lên thành 70 năm. Tuổi thọ cao nhất hiện nay đó là 116 tuổi, mà ở Bình Định này có người đến 118. Rất tiếc là Việt Nam không đăng ký kỷ lục thế giới, do đó ta hiểu người lớn tuổi nhất là một bà cụ ở một làng quê Nhật Bản, tuổi 116 là cao nhất. Như vậy là cái phước báo nếu không có chiến tranh đó, trên nền tảng có hận thù và xung đột, thì tuổi thọ con người được gia tăng. Mặc dầu được gia tăng cỡ nào đi nữa thì ta vẫn hiểu rằng đó là một cái biên độ giao dịch rất là giới hạn. Không có mấy người được may mắn sống trên 80 tuổi đâu. Và có nhiều người có trên 80 tuổi cũng chẳng có mấy ai may mắn là không bị bệnh tật ở tuổi già. Rồi có rất nhiều người già bị nằm đau liệt ở trên giường, có cảm giác khổ đau, bế tắc và muốn chết cho rồi để không làm khổ đau bận lòng con cháu. Cho nên ai cũng nghĩ đến cái già và ngán ngẩm rằng bệnh tật phát sinh từ đó là một hệ lụy. Thực ra thì có được tuổi thọ là một phước báo, có được sức khỏe trong tuổi thọ là một phước báo khác. Tức là đừng vì lý do bị bệnh tật mà ta chán ngán và lậu trừ cái phước báo tuổi thọ. Hai cái này nó có thể hỗ trợ lẫn nhau nhưng mà không thể được xếp vào một loại giống nhau. Bồ Tát Phổ Hiền khẳng định rất rõ là do chiến tranh, do lòng sân, do sự ăn chơi quá độ mà tuổi thọ của chúng sinh ở cõi ta bà này giảm dần. Cho đến một lúc nào đó, tuổi thọ đó không còn là 60 tuổi nữa mà có thể là 50 tuổi, rồi từ từ xuống 40 tuổi, 30 tuổi, 20 tuổi, vân vân. Do đó ta cần phải nỗ lực gieo trồng nghiệp tập thể bằng cách là gây những ý thức về đời sống tâm linh của Đạo Phật để kêu gọi thế giới được hòa bình bằng cách là tôn trọng sự sống và có quyền được sống của nhân loại vốn được gọi là đỉnh cao nhất về phước báo nói chung. Khi chúng ta chuyển hóa được nghiệp sát sanh thông qua các cuộc chiến, ta gieo trồng hạt giống từ bi đối với các loài động vật để tránh một cách trực tiếp và gián tiếp cái nghiệp sát hại các chủng loại này, thì tuổi thọ của con người theo đó được gia tăng. Rất nhiều người khi có được phước báo do làm ăn kinh tế khá giả, không biết cách để duy trì phước báo và phát triển nó, ngược lại rơi vào sự ăn chơi, nghĩ rằng như là một cái phần thưởng cho mình.
mấy mươi năm phấn đấu làm lụng mỏi mệt trong cuộc đời, bây giờ hưởng thụ nó cũng đâu có gì là quá đáng. Ở tuổi già mà hưởng thụ chết là khó siêu lắm. Cho nên ta phải dành phước, tiêu xài phước nhiều thì phước hết, dành dụm bỏ trong ngân hàng thì phước còn hoài. Muốn phước được tăng trưởng thì phải phước tạo phước, như là đồng tiền đầu tư chân chánh thì tạo ra đồng tiền khôn. Cũng như thế ta làm sống điều độ, ăn mặc ngủ hưởng thụ thì tuổi thọ con người sẽ được gia tăng. Để thực tập thì kinh niệm Phật Ba La Mật Vợ chúng ta trước nhất là phải gieo trồng và phát triển hạt giống từ bi. Hạt giống từ bi có thể được thực hiện dễ dàng lắm, không cần phải có tiền mua chim, mua cá, phóng sanh, thả chúng về thế giới rừng xanh của tự do, thế giới sông nước để tìm được sự sống vĩnh hằng, mà là bất cứ lúc nào ta có cơ hội và điều kiện xem màn ảnh nhỏ truyền hình, nhìn thấy cái cảnh chiến tranh tan tóc thông qua các bộ phim, các hình ảnh, lúc đó ta đề kể danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, và nếu thuộc quý vị đọc thuộc lòng thần chú giảng sinh, và mong cho những người bất hạnh trong các cuộc chiến, dầu đó đã từng là quá khứ rồi, một cuộc phim dựng lại lịch sử, đề thể phát nguyện hồi hướng cho các nạn nhân này gặp được Phật pháp, chuyển kiếp trở thành người tái sinh về cảnh giới an lành của chư Phật. Hành động gián tiếp đó giúp cho chúng ta một mặt làm tâm mình được thanh tịnh, mặt khác đó, hạt giống từ bi được phát triển rất mạnh. Bằng cái thức đó, các phụ huynh ngày nay cần phải ý thức nhiều hơn nữa trong việc giáo dục con em của mình. Có nhiều gia đình giàu có nghĩ là quãng đời quá khứ vừa qua của mình chân lắm tay bùn, mỏi mệt mà không được ăn học đến nơi tính chốn vì nghèo, vì có tiền cho nên con em yêu cầu cái gì, này nỉ gì ta cũng đáp ứng và chiều theo. Điều đó không phải là tình thương, mà đến lúc đó, nó chỉ là cái tình cảm thiếu phương hướng thôi. Cho con em một máy vi tính có đường truyền internet tốc độ cao tại nhà là giết chết tương lai của con em mình. Nhất là các học sinh từ lớp 12 trở xuống, nhu cầu tham khảo nghiên cứu bài vở trên internet thì không cao, mà nhu cầu ăn chơi qua các cái trò chơi điện tử để trở thành một game thủ, ví dụ như là võ lâm truyền kỳ vân vân, làm cho chúng trở thành nghiện mà không còn thiết màng đến bất cứ một cái gì ở hiện tại, huống hồ là tương lai. Sau một thời gian chơi thì hạt giống của sân hận, giết chóc, thù hằn, chiến tranh, tàn phá nó được gieo rất hồi nào mình không hay. Bởi vì trong tất cả những trò chơi game đó, bắn súng, giết người, lường lọc, bạo lực không à, thì cứ mỗi một lần cái niềm vui của đó được xuất hiện thì hạt giống đó được gieo vào trong tâm, và con người tiếp xúc với cái gì sẽ có khả năng trở thành cái đó 50%, 70%, 100%, không hiện tại thì cũng trong tương lai. Trung Hoa có nước là nước có số lượng người sử dụng internet nhiều nhất thế giới. Còn về tỷ lệ đó thì đất nước Nhật Bản đó là có số lượng người sử dụng blog, tức là cái trang web cá nhân đó, là nhiều nhất thế giới. Trong số 125 triệu dân là có đến là 85 triệu có cái blog riêng rồi. Và Việt Nam chúng ta cũng đang rơi vào tình trạng là cơn lốc của internet đang phá hủy hạnh phúc của rất nhiều gia đình. Mà điều quan trọng nhất là gieo giống những cái hành động bạo lực ở trên những cái trò chơi điện tử mà ta tưởng rằng là nó không có hại cho ai. Tâm thức gieo những hạt giống đó thì hành động tay chân, lời nói, việc làm sẽ kế theo sau thôi. Có nhiều cái vụ án diễn ra Trung Quốc trong mấy tháng trở gần đây đó, ví dụ như là một người nông dân làm ăn thua lỗ, ngày nào cũng luyện phim trưởng, phim hành sự, rồi những trò chơi điện tử bạo lực ấy, thấy người ta giết người, cho nên anh ta thù những người nào là bắt mình trong việc buôn lậu, và chờ lúc mà mọi người đi vắng hết, anh ta mua súng về ám sát những người đó. Khi hỏi tại sao giết người như vậy, người ta nói một cách rất là thản nhiên: ở trong phim trò chơi điện tử tôi thấy là người ta giết người, có ai bị bắt đâu. Đừng nói rằng đó là một câu trả lời ngây ngô,
có nhiều người không biết nó là một điều sai lầm, và mình đã trở thành bản sao của những gì mình xem. Cho nên khi mà mình thực tập niệm Phật và trì chú đó, thì hành giả hãy làm sao cho năng lượng của lòng từ bi được tăng trưởng, phát triển, để xả bỏ tất cả mọi hận thù, giữ cái niềm hận thù trong lòng để muốn trả đũa cho người nào, là ta biến thân của mình, tâm của mình, cảm xúc của mình trở thành nạn nhân trực tiếp của chúng ta. Quý vị cứ đi hỏi các bác sĩ về bệnh tim mạch thì biết, mỗi khi có một nỗi giận nào trỗi dậy và giữ nó, là ta đang nuôi dưỡng chất cho nó giết mình sớm hơn qua các bệnh tật. Tai biến mạch máu não hay là những sự thay đổi đột ngột dẫn đến sự giảm thọ, những biến chứng của bệnh tim mạch phần lớn do chúng ta để dòng cảm xúc bị dao động với một biên độ khá cao mà mình tưởng rằng là nó không có tác hại gì hết. Cho nên khi niệm Phật và trì thần chú giảng sinh, thì quý hành giả phải nhớ rằng là tôi làm việc này không phải để cầu nguyện, mà là để cho hạt giống từ bi được tăng trưởng, phát triển, và tất cả nỗi niềm sân hận thù hằn ghét bỏ ai đó, ganh tị ai, không thích người nào đó, giảm thiểu đến độ đó không còn chỗ để đứng ở trong tâm thức của chúng ta nữa, thì ta biết rằng là làm như thế là đúng và thành công. Như vậy khi ta nghe người nào ăn chay thì hãy tán dương công đức, hoặc là thỉnh thoảng nghe những cái thông tin do vì nạn dịch truyền nhiễm H5N1 gây cái chết của con người, rất nhiều nơi đã phải thiêu chết hoặc là chôn sống các loài gia súc một cách tập thể, bao gồm các loài chim, các loài gà, vịt, vân vân. Là một hành giả tịnh độ tông thì quý vị hãy khởi lên tâm niệm từ bi, hướng về họ, làm lễ cầu siêu và mong cho họ khi hết kiếp này được tái sinh làm người để hưởng được cái phước của con người, gặp được Phật pháp. Những hành động đó đâu có tốn tiền mà lại có giá trị tâm linh ở trong sự hành trì chánh niệm rất là lớn. Do đó đừng khởi lên bất kỳ niềm vui nào khi thấy súng nổ, khủng bố xuất hiện, rồi chiến tranh tan tóc, sát hại, phá hủy đang diễn ra, dầu chỉ là phương tiện truyền thông, báo và đài. Phải hết sức khởi lên tâm niệm đó thì hạt giống từ bi mới có mặt, còn mà không đó, nó sẽ bị chai lì hồi nào mình không hay. Nhận diện thứ hai, Bồ Tát Phổ Hiền dạy là phước của con người trên hành tinh Ta Bà mà chúng ta là một thành viên rất kém. Cái kém về phước đó bao gồm trước nhất là nghèo khổ, cái mức độ chênh lệch về giá trị kinh tế và tiền tệ ở các quốc gia là một khoảng cách như là trời và vực. Với Việt Nam mình so sánh với những nước kinh tế phát triển đứng hàng đầu của thế giới như là Mỹ và Nhật Bản thì hầu như là chúng ta phải bị thiệt thòi về các dịch vụ cung ứng cho đời sống. Chúng ta phải trả tiền cho cùng một dịch vụ cao gấp 20 lần so với tỷ lệ tiền lương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó là điều mà phần lớn ta không tin, nhưng đó là một hiện thực. Ví dụ một căn nhà ở một vị trí vừa phải của thành phố, 600 m², có sân vườn trước và sau, một tầng trệt, một lầu, 7-8 phòng, mấy toilet, phương tiện tiện nghi đầy đủ. Giá trị của nó khoảng 150.000 đô. Tháng lương trung bình của người dân là 2.500, nếu hai vợ chồng cùng làm thì mỗi tháng dành dụm được 3.500, thì sau 5-7 năm là trả dứt nợ và có được căn nhà, có được xe hơi chạy. Còn bây giờ tháng lương trung bình của Việt Nam là 100 đô, căn nhà ở những cái khu trung tâm đó nó đến 300-400 cây vàng, thậm chí vài nghìn cây vàng ở những thành phố lớn. Nếu ta đâm ra tính đúng cái mức chi tiêu và với giá kỹ thị trường, giá cả thị trường đó, thì ta phải nói vui như thế này, là một người Việt Nam làm việc chân chính với đồng lương thấp như thế đó, phải đào thai lên 10 kiếp thì mới đủ tiền mua đất và cất nhà. Phải 10 kiếp á. Từ đó ta đã thấy là cái sự chơi là như thế là nó phản ánh gì, cái phước báo. Dĩ nhiên cái phước báo đó nó có cái mối liên hệ với quá khứ, nhưng ta không thể phủ định là nó cũng có mối liên hệ rất quan trọng ở hiện tại. Do sức ép
của các cường quốc về kinh tế. Bây giờ người ta không còn đi xâm lăng như là trước đây nữa vì bị lên án. Liên Hợp Quốc đã có mặt can thiệp vào những vấn đề này, và bây giờ tạo ra giá trị kinh tế cao và thấp ở quốc gia là người ta có thể bóc lột sức lao động của những nước nghèo mà còn được thế giới ca ngợi tán dương, mời gọi đầu tư chỗ này chỗ nọ. Đó là một cái cuộc chiến tranh về kinh tế rất là lớn và cũng hết sức là nguy hại, và không có con đường hết sức là vi tế, ta khó nhận diện ra được. Sự nghèo khổ được kinh điển nhà Phật xác định như là một cái phương tiện dẫn đến các tệ nạn xã hội. Ví dụ thái độ tâm lý thì dẫn đến tình trạng như thế này: bằng cùng đa oán. Người nghèo khổ gặp cái gì cũng oán trách, cũng phân bì, so đo, hơn thua, quạo quọ, khó chịu. Là những tu sĩ khi chạy xe Honda đó, trong những cái giai đoạn đầu cách đây khoảng chừng 20 năm, có nhiều người đạp xích lô nghèo khó quá, có thể nó phát biểu những câu như thế này: lúc này thầy chùa ngon quá ha, chạy xe Honda chừng nào lên xe hơi. Trước đó 30 năm thầy tu mà chạy chiếc xe đạp mới chút xíu, mà nhiều người nghèo khó nói lúc này bảnh hơn chạy xe đạp là có thể méo mó, nó móc nó méo bất cứ lúc nào. Cái nỗi khổ niềm đau làm cho người ta khó lòng có thể hoan hỷ và tùy hỷ với phước báo và những điều kiện phương tiện của người khác có lắm. Bằng cùng đa oán là một phương diện của tánh phạm, cho nên trong cái nghèo cái khó đó, ta dễ bị mặc cảm khi so sánh mình bị thấp kém hơn là những người khác. Do vậy tự động mình cô lập mình, không muốn giao lưu tiếp xúc, đóng cửa bế quan tỏa cạn đã từng diễn ra tại Việt Nam và nhiều quốc gia nghèo khó. Từ cái nghèo đó nó kéo theo hàng loạt những cái nghèo, những cái bế tắc khác nữa, được gọi chung là nghịch cảnh. Nghèo kéo theo nghịch cảnh, nghịch cảnh kéo theo cái nghèo. Nghịch cảnh bao gồm những chuyến duyên, thử thách, gian truân, khó khăn mà sự nỗ lực chân chính không thể nào dẫn đến kết quả và sự thành tựu trong lần xuất phát đầu tiên, mà ta phải đầu tư lần thứ hai, thứ ba, thậm chí lần vài chục thì mới có thể thành công. Đó là những khó khăn ở trong cõi ta bà này. Đời sống của những người nông dân nghèo khó ở những tỉnh lỵ, những vùng sâu vùng xa của tỉnh lỵ đó, có thể nói là suốt cả cuộc đời có nhiều người chân lắm tay bùn chưa cầm được trong tay 1 triệu đồng. Vụ mùa kéo dài vài tháng, vay lãi ở ngân hàng, rồi mua phân giống trồng bỏ công sức, bây giờ chưa chắc để làm giàu được, lấy công làm giàu hay là lấy công làm lề. Vừa rồi quý vị thấy là nhiều tỉnh ấy, sau khi hoàn tất cái vụ mùa, cả 2 tháng trôi qua mà không có công ty nào đến để mua cả, đối diện với phá sản, không có tiền để trả nợ ngân hàng. Như vậy là nỗ lực chân chính chưa hẳn là dẫn đến hạnh phúc trong kinh tế đâu. Nếu chúng ta không hiểu được nhân quả của kinh tế thị trường, người Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai cũng nghèo khó như Việt Nam, bởi vì bị thiếu nợ kinh tế do chiến tranh gây ra, phải thúc thủ làm nô lệ cho những người Hoa Kỳ. Nhưng họ biết phận mình cho nên học hỏi những điều hay. Sau 15 năm học tập, họ đã ngang bằng về trình độ khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và bây giờ trở thành là nước đứng đầu kinh tế thứ hai trên thế giới. Và cái mà họ sản xuất là công nghiệp hiện đại, máy móc. Các quốc gia khắp năm châu đều sử dụng hàng hóa của Nhật. Ví dụ sản xuất ra một cái máy chụp hình có thể bán ra thị trường từ $500 cho đến $5,000. Tại Việt Nam ta phải lao động cả 5-6 tháng cho một vụ lúa, đổi nó đến cả mấy tấn gạo mới được một cái máy chụp hình. Một máy chụp hình như vậy người ta ráp chỉ trong vòng có 20 phút đến 30 phút mà. Ta phải mất đến 6 tháng để có được một cái tiền tương đương với cái giá trị của cái máy. Và nhiều nước khác chẳng hạn như Mỹ sản xuất máy bay, bán một chiếc máy bay sẽ bằng 100,000 lần bán những cái chiếc máy chụp hình. Cái năng lực lao động bỏ ra cũng
tương tự như thế thôi, nhưng mà thành quả kinh tế và lao động nó cao biết bao nhiêu lần. Cho nên Việt Nam đang nỗ lực hô hào hiện đại hóa, công nghiệp hóa để hội nhập toàn cầu. Bởi vì nếu ta chỉ biết giá trị của kinh tế mà không thấy rất rõ rằng là bên cạnh kinh tế luôn luôn kèm theo lốc sóng thần băng ngoại các nền văn hóa, trong đó có đạo Phật của dân tộc, giá trị tâm linh thường ngược lại với giá trị kinh tế. Chỗ nào phát triển kinh tế nhiều thì tâm linh giảm, chỗ nào tâm linh phát triển mạnh thì kinh tế yếu. Nhưng nếu ta biết cách đi con đường trung đạo đó thì cả hai cũng có thể song hành với nhau. Đạo Phật có thể cung ứng các giá trị tâm linh, quốc gia với chính sách chân chính tạo có hợp bình đẳng cho mọi người cùng góp phần vào, phối hợp song hành đạo và đề, thì đất nước Việt Nam sẽ phát triển một cách cân bằng mà thuật ngữ ngày nay gọi là phát triển bền vững. Còn bằng không đó, nghiêng về kinh tế thì cái mà ta mất vẫn nhiều hơn là những cái mà ta được. Đó là điều mà không thể nào ta không quan tâm. Phương diện phước báo kém thì kinh điển Phật Bảo La Mật dạy là các hành giả phải rộng tu phước báo và cúng dường. Thì cúng dường á, cái nghĩa nó không hay bằng bố thí. Cúng dường là cung cấp dưỡng nuôi, chỉ mô tả về việc ta ban tặng cái sở hữu chủ của chúng ta cho một người khác, để kể từ đó tính sở hữu ở con người của mình không còn nữa, và đây là một người tật để thực tập về hạnh vô ngã trong sự buông xả. Mà giá trị trực tiếp của nó về phương diện xã hội là thiết lập tình thương, xóa đi nỗi khổ và niềm đau ở rất nhiều người. Cho nên hành giả Tịnh Độ Tông phải dấn thân về lĩnh vực này. Trong kinh Đức Phật dạy, cái cách ta quản trị tài chính của gia đình đó được phân chia làm 4 phần. Mỗi một phần là 25%. 25% là hiếu kính cha mẹ, 25% là do kinh tế của gia đình, 25% bỏ ngân hàng, ống heo công đức, 25% là giúp đề cứu người thông qua các hoạt động từ thiện. Bây giờ là các nước trên thế giới đó bắt buộc phải đóng thuế, mà tùy theo mức độ ta làm ăn kinh tế cao hay thấp, độc thân hay là có gia đình, mà mức độ thuế có phần khác nhau. Đến ngày thuế khấu trừ đó, rất nhiều người méo cái miệng và họ tiếc nuối bằng cách phát biểu như thế này: giá mà tôi khỏi phải đóng thuế thì số tiền 45% với tư cách là độc thân của tôi sẽ cúng dường xây các cái chùa lớn và làm cho ngôi chánh điện trong tương lai của chùa Liên Hoa này sẽ thành công trong vòng vài ba tháng thôi. Nhưng mà trước khi có thuế cũng có người nào cúng dường đâu, bây giờ bị trừ cho nên cảm thấy nó tiếc nuối quá, nói vậy cho nó đỡ ghiền đỡ buồn, an ủi bản thân mình. Như vậy là khi ta đóng thuế cho các chính phủ, sử dụng cái đồng thuế đó một cách liêm chính cho các công trình phúc lợi xã hội đó, thì ta phải cảm ơn chính phủ để cái ngày mà thuế khấu trừ thông qua ngân hàng đó, thì ta quán niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin tán dương công đức của chính phủ và những người làm công tác an sinh xã hội của quốc gia này đã đem cái số tiền thuế đó cho các hoạt động chân chính để mang đến niềm vui nụ cười cho những vấn đề bất hạnh, thay vì con phải tự tay cầm đồng tiền đó đến trung tâm xã hội A để giúp đỡ, đến viện dưỡng lão để giúp những người già, đến trẻ mồ côi để giúp đỡ và xây dựng, và đến chùa để phát tâm. Thì bây giờ các hoạt động đóng thuế đó làm thế chúng ta việc này, thay đổi cái nhìn, phát khởi ý niệm tốt thôi là phước báo được tăng trưởng. Còn đến cái ngày đóng thuế mà ta méo mặt á, thì việc làm đóng thế đó không có phước báo lớn được, vì ta làm mà tiếc nuối, hối hận. Hối hận làm cho phước bị giảm đi. Cho nên ai muốn phát tâm xây cúng chùa, chẳng hạn xây cái chánh điện lớn cho các khóa tu trong tương lai tại đây đã được thành tựu đó, thì mỗi gia đình hãy làm một con heo công đức nhỏ nhỏ, đi chợ búa về có tiền mặt cắt 500, 200 ngàn, thay vì mua kẹo ăn hư răng tốn tiền nữa, thì ta bỏ vào ống heo. 6 tháng ta khui ống heo ra, dẫn con ngay của mình đến chùa, bạch thượng tọa: dạ nhờ thượng tọa tổ chức khóa tu mà con biết gieo trồng công đức và phước báo,
là ta đưa cái số tiền đó cho đứa cháu, đứa con của mình cầm, dâng hai tay đến thượng tọa. Từ nhỏ nó biết làm công đức nhiều phước báo như thế thì lớn lên nó không thể nào xa xí tiêu xài quan phí được, và nó không thể nào dùng bàn tay đó để cướp bóc, ăn trộm, ăn giật gì của ai, hay là bóc lột sức lao động, hay là lươn lẹo trước pháp luật. Vì từ nhỏ hạt giống nhân từ qua phước báo để gieo trồng công đức này đã từng có ra. Như vậy ta đang thực tập một cái hạnh mà con em chúng ta sẽ có tương lai của hạnh phúc. Cứ mỗi ngày đi chợ về, quý vị chỉ dành 200 đồng, 500 đồng thôi. 1.000 người như thế này, năm sau là chính điện chùa Liên Hoa sẽ được hoàn tất. Đừng có mong cầu trúng số độc đắc. Đừng có lên bàn Phật để Nam Mô Di Đà Phật, con mới mua vé số, xin Phật gia hộ cho con trúng số độc đắc. Cái cầu càng nhiều đi, quý vị sẽ trúng vé độc đắc. Do đó cứ bỏ heo công đức thì công đức đó giúp cho chúng ta trúng số. Hay làm những việc thiện nho nhỏ, đừng chơi rằng là cái việc làm này nó không xứng với vai trò của mình, không xứng với nhân phẩm của mình, không xứng với cái giàu của mình, chơi suốt cuộc là không làm được gì hết. Công đức phải giúp có thành bảo, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, nhưng mà tối đa theo Đức Phật hướng dẫn là 25% thôi. Chứ đừng có đi mượn nợ mà làm công đức. Mượn nợ làm công đức rồi riết ông chồng ông sợ Phật luôn, ông trốn. Đó là ta tu phước báo để giảm thiểu cái nghịch cảnh và nghèo khó của chúng ta. Phước tạo phước giống như đồng tiền tạo đồng khiền. Có nhiều người khi được khuyến khích làm phước làm đức, nói trời giờ tôi nghèo quá làm sao tôi dám làm phước được, tôi còn chưa đủ ăn, chưa đủ mặc, làm sao dám giúp người. Đạo lý Việt Nam có câu rất hay: lá rách ít đùm lá rách nhiều. Rách ai không rách, nghèo ai không nghèo, khó ai không khó. Nhưng mình khó ít hơn thì mình giúp cho người khó nhiều hơn. Thì như vậy là niềm vui hạnh phúc nó có mặt khắp mọi nơi. Quý vị biết là mỗi lần chúng tôi đến trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp ở huyện Bình Long tỉnh Bình Phước đó, có lần đó chúng tôi nói láo. Vì ngày hôm trước mới đến trung tâm Thanh Thiếu Niên Ba ở quận Gò Vấp, nơi đó có 400 em mồ côi buổi đời, thì chúng tôi tặng biếu mỗi em như vậy là 5.000, với mỗi phần quà là 30.000. Và chúng tôi phải nói như thế này là các con các cháu ơi, các bác các chú ở trên trung tâm Tân Hiệp đó, nghe nói các con các cháu đây nghèo khổ lắm, không có tương lai, cho nên dành dụm mặc đồ đang khó khăn bệnh tật mà dành cho mỗi cháu như vậy là 5.000 đồng, rồi các cháu nó mừng vô cùng. Và chúng tôi mới nói tiếp là ngày mai đó là thầy sẽ đi đến trung tâm người già để đáp lại cái tấm lòng đó, các cháu hãy đóng góp đi. Thì mỗi cháu phát tâm 1.000 đồng. Cũng nghèo mà, nghèo cho nghèo. Và khi lên nó, chúng tôi gửi cho những cụ già, những người neo đơn nghèo khó 1.000 đồng, rồi các cụ trời phát tâm vỗ tay hoan hô quá cùng. Và chúng tôi kêu gọi thì bây giờ quý vị ai muốn phát tâm công đức giơ tay lên. Mấy chục người, rồi sau đó là cả mấy trăm người cùng giơ tay. Như vậy không phải cái nghèo là một trở ngại trong việc làm phước tu đức. Nếu ta biết khích lệ các hạt giống vốn có sẵn trong con người đó, thì ta biết cách để mà quản trị cái tài chánh để ta cùng chia sẻ. Cho nên tinh thần tương thân tương ái vốn là đạo lý của dân tộc, vốn có gốc rễ từ đạo Phật đó, là một trong những nghệ thuật để giúp cho chúng ta xóa bỏ cái nghiệp nghèo. Kinh Dược Sư có đưa ra một cái hình ảnh đó, những người tà keo đó, thì mỗi khi mà phát tâm giúp cho người nào đó, đó có cảm giác rằng là con dao nọ thật bén đang rút vào từng làn da thức thực của mình, cho nên mỗi động tác chia sẻ đau nhói khó chịu lắm. Chúng tôi thường gọi tiếu, họ đã từng làm tổng giám đốc các hãng kẹo, kéo không ra. Cái người kéo không ra rồi mà khi mà bị hết phước đó, đã tụt dốc xuống. Quý vị thấy là cũng là một mặt hàng bán giống như nhau, giá bằng nhau, mặt bằng cái vị trí nó cũng sai trọng giống như nhau, mà có tiệm thì bán đắt, có tiệm thì không ai vào, thì sao vậy? Quý vị nói là vì bên kia không có nghệ thuật bán hàng, người ta cũng có nhiều người bán hàng xinh xắn đẹp đẽ, mời gọi chào hàng rồi khuyến mãi tùm lum, còn có người bán được người bán không là sao? Đó là cái phước báo mà thường trong dân gian ta nói là có gian bán hàng. Cái phước đó làm cho mình nó hanh thông ở nhiều thứ lắm. Cũng trong cái nền kinh tế khó khăn, có người bị sụp, có người thì sống nhăn răng. Đó là sự chênh lệch về phước báo.
khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho ngân hàng lớn thứ nhì của Hoa Kỳ bị sụp đổ, Washington Mutual Fund. Rồi kéo theo hai cái sụp đổ của hai cái ngân hàng lớn ở châu Âu và một số ngân hàng ở Nhật Bản. Mà ở Việt Nam mình thì các ngân hàng vẫn đứng sừng sững và thản nhiên. Ảnh hưởng toàn cầu đó vẫn ảnh hưởng chứ. Cho nên cái dự đoán là cho đến năm 2009 thì ai kinh doanh bất động sản vẫn còn phải một phen điêu đứng. Bởi vì đất bán không được mà mỗi tháng phải trả nợ ngân hàng là 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ. Thời gian sau là phá sản thôi, ở tù để trừ nợ. Mà tại sao có người vẫn vững dưng, thản nhiên, không bị sụp đổ gì hết là vì khác nhau cái phước báo. Cho nên ta phải thấy là cái phước đó, nó chính là thần hộ mệnh, chính là hộ pháp bảo hộ cho chúng ta trong nhiều tình huống khác nhau. Hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ đấy, cách đây vài năm. Có người đó là coi như là chết luôn, sống không nổi. Có người vẫn giàu sang xây dựng lại những cơ sở khác nguy nga hơn. Cho nên phải biết quý trọng phước báo. Người Trung Hoa nói chung, đặc biệt là người Đài Loan, rất phát tâm cúng dường, dấn thân các hoạt động từ thiện. Bởi vì họ thấy rất rõ cái việc ăn mặc ngủ không bao nhiêu, cho nên chia sẻ những cái gì mình có cho người khác để làm những công trình xã lợi, xã hội đó, thì hạnh phúc sẽ được có mặt nhiều hơn. Và do vậy phước của họ giúp cho họ đi tới đâu cũng làm chủ về kinh tế của quốc gia đó. Chỗ nào quan trọng trên thế giới này cũng có một cái thành phố hay một trung tâm Trung Quốc như là Chợ Lớn. Do đó vô trồng phước báo sẽ giúp cho chúng ta có được những kẻ hộ vệ trung thành. Ở đâu cũng được bình an, ở đâu cũng có thể phát triển được. Nhận diện thứ ba, Bồ Tát Phổ Hiền dạy cảnh giới ta bà này đầy ắp sự loạn trược. Tức là các cái ô uế do xã hội ly loạn, từ chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh kinh tế, giành giật hơn thua, dẫn đến sự loại trừ và triệt hạ lẫn nhau. Tất cả những cái đó nó làm cho con người sống một cách mất phương hướng, không còn tin vào tương lai của mình, sống ngày nay biết ngày nay, còn tương lai thế nào thì chưa có thể phân định được. Từ đó mà họ trở nên rất là thờ ơ trước những công trình tốt và có khuynh hướng là hưởng thụ các khoái lạc giác quan, cho nên dẫn đến tình trạng là sống mất mục đích. Việc niệm Phật và trì chú không phải đơn thuần là để hồi hướng cho ta có được sức khỏe, tuổi thọ, bình an, phát triển về kinh tế, mà làm thế nào để đẩy lùi hết tất cả những cái cảnh huống ly loạn trên cuộc đời này. Xã hội bất công và mất bình đẳng đã mang lại rất nhiều nỗi đau. Bất bình đẳng về xã hội bao gồm rất nhiều phương diện, trong đó bất bình đẳng giới tính là cái để lại nỗi đau cho rất nhiều chị em phụ nữ. Đạo Phật có mặt ở tại Ấn Độ như là một tiếng chuông báo động kêu gọi lương tri của con người hãy nhìn lại và dừng các hành động, dừng các phong tục tập quán, dừng các nền tảng văn hóa phục vụ cho lợi ích của người nam mà chà đạp đến nhân phẩm và nhân quyền của chị em phụ nữ. Do đó khi phát triển đạo Phật dưới góc độ bình đẳng đó, thì các hình thái bất công kia ngày càng bị đẩy lùi. Thế kỷ thứ 17 thì thế giới phương Tây mới bắt đầu hô hào bình đẳng giới tính, nhưng mà đi hơi quá đà dẫn đến tình trạng đó là rất nhiều chị em phụ nữ muốn mình được ngang bằng 100% như là người nam. Ví dụ bên nam có những võ sĩ thì nữ cũng muốn có võ sĩ, nam có những người lao động tay chân lực lưỡng thì nữ cũng muốn làm những công việc đó. Bình đẳng khác với bằng nhau. Bình đẳng là ta có những cái quyền về xã hội, về pháp luật, về chính trị, về đạo đức, về tâm linh để ta phát triển nhân cách và đóng góp những gì mà mình có được như một sở trường. Không có nghĩa là ta làm cho thân thể của mình bằng với thân thể của người nam, bởi vì bán cầu trái của người nữ về cảm xúc mạnh hơn bán cầu phải của người nam về lý tính. Cho nên nó có những hạt giống được gọi là cộng nghiệp của người nữ
khác biệt với người nam, và do vậy có nhiều chức nghiệp người nữ làm thành công như người nam làm thất bại và ngược lại. Phát huy những sở trường về cá tính của mình đã có thể đóng góp cho xã hội một cách tốt với những cái giá trị ngang bằng với những đóng góp của người nam. Cho nên phát triển về cơ bắp không phải là sở trường của người nữ, đừng có dấn thân vào. Hạn chế cái cảnh loạn trược bằng cách là niệm Phật tam muội. Bởi vì Đà Phật xác định rất rõ thế giới mà bị loạn là do về tâm con người bị loạn. Muốn thiết lập thế giới hòa bình thì trước nhất phải tạo ra sự hòa bình ở tâm của mình. Tâm mình phải có sự hòa, tức là hạn chế một cách tối đa các mâu thuẫn nội tại bên trong, thì ta mới có thể chuyển hóa được sự mâu thuẫn giữa mình với người khác. Ai dám bảo rằng là mình nhất quán từ đầu chí cuối đâu. Cái lúc đó, ta nghĩ vấn đề đó theo khuynh hướng này, nhưng mà khi suy nghĩ lại đó, ta đi vấn đề đó bằng cách thức khác, trước và sau không đồng điều, không nhất quán, vẫn được xem là sự mâu thuẫn nội tại. Cho nên là thiết lập cái sự bình an và hòa bình ở trong tâm để góp phần xây dựng cái sự hòa bình của thế giới, thì đó tất cả mọi sự loạn lạc bất bình đẳng trên thế giới này nó sẽ mất đi. Một trong những nghệ thuật để giúp cho chúng ta thiết lập được hạt giống bình đẳng và chống lại những sự ly loạn đó là thái độ tôn trọng mọi người. Là Phật dạy chúng ta có cái nhìn tất cả chúng sinh đều có tính Phật, mà tính Phật là hạt giống cao thượng nhất, giác ngộ quan trọng nhất, nâng cao nhân phẩm và giá trị con người nhất. Khi ta có được hạt giống đó và nhìn thấy người khác cũng có được hạt giống đó, thì không có lý do gì ta khinh thường họ, chửi bới họ, đi đọt họ, hành hạ họ, bóc lột họ, tạo ra những cảnh bất công cho họ. Vì làm như thế là ta đang đi đọt và dày xé lên Phật tính của người. Cho nên hành giả niệm Phật phải thấy sắc rõ và phát huy hạt giống này bằng cách là tôn trọng mọi người. Từ đó là những thế hệ đi trước sẽ có được một cái nhìn rất rộng lượng và thoáng, không có o ép, không có nghi kỵ, không có sợ là thế hệ đàn em con cháu của mình qua mặt mình, mà hãy tạo một điều kiện thuận lợi cho họ, tức là những người đi sau, cùng góp phần vào sự nghiệp chung. Thì như vậy là ta rảnh rơi và có thể làm những việc quan trọng hơn, phối hợp kinh nghiệm và nỗ lực với những nhiệt huyết của hai thế hệ trước và sau, sự thành tựu sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần. Niệm Phật tam muội là giúp cho chánh niệm nó trở thành như là chánh định. Tam muội là thiền định, và ở đây chúng ta thấy là thiền cũng chính là tịnh, tịnh cũng chính là thiền, với điều kiện là trong suốt thời gian hành giả đại thể câu Nam Mô A Di Đà Phật, không nên để cho bất cứ một ý niệm nào về sự nguyện cầu xuất hiện, sự lắng yên xuất hiện, dừng hết tất cả các hoạt động của vọng tưởng. Thì lúc đó, đó tâm của chúng ta trở thành là định tĩnh, giống như là núi cao sừng sững trước gió giông, không hề bị lay động. Ai làm được như thế đó, thì trong hành động niệm Phật từ miệng tác động đến hành động niệm Phật ở trong tâm, giúp cho hành giả đó không bị khổ đau bấn loạn bởi bất kỳ một hoàn cảnh nào, thì sự niệm Phật đó được gọi là tam muội. Và tam muội đó có mặt từ niệm Phật, cho nên được gọi chung là niệm Phật tam muội. Hành giả đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn được đưa ra trong kinh A Di Đà. Nỗ lực như thế thì ta cũng mong mỏi bằng hồi hướng công đức sau thời niệm Phật, mong cho tất cả mọi người ở trong gia đình cũng được có tâm bình an như thế, giống như mình. Và do vậy ta phải hướng dẫn con em và người thân cùng đi chùa. Mỗi một người Phật tử nữ đó, mỗi khi đi chùa cố gắng là mời mọc bạn trai của mình hay là chồng của mình cùng đi chùa, để cả hai người không sống ở trong trạng thái cô đơn. Khi vợ và chồng cùng đi chùa rồi thì phải dẫn theo con em của mình. Dĩ nhiên ta chọn những cái ngày mà nó không ảnh hưởng đến việc làm ăn. Ở tại hải ngoại, trong các cộng đồng người Việt Nam có được cái hay là vào ngày Chủ nhật đó, cả vợ lẫn chồng cùng con cái đi chùa, về nhà buồn lắm. Các khu vực dân cư ở nước ngoài nó yên tĩnh, vắng lặng, và mỗi ngày làm việc quá căng thẳng, 12 con giáp ai cũng trở thành con trâu,
Cho nên cuối tuần đó là dành cho các hoạt động văn hóa, lễ hội, tâm linh. Do đó đi chùa là một nhu cầu không thể thiếu. Ở đây ta phải cố gắng thực tập như vậy. Cố gắng là thuyết phục, hướng dẫn, tư vấn để cho các thành viên còn lại cũng cùng hưởng được cái giá trị lợi lạc chung. Thì lúc đó tâm loạn trược ở mọi người sẽ được giảm đi. Còn nếu ta chỉ cầu nguyện, mong mỏi không một cách đơn thuần thì giá trị đạt được của nó không cao lắm. Để chuyển hóa cái tâm loạn trược thì các hành giả phải thực tập là nhất tâm chuyên ý về một mục đích cao thượng. Có rất nhiều người đó có nhiều cái năng lực quá, cho nên việc làm nào cũng làm được, dẫn đến một thái độ là bao sân, cái gì cũng nhúng chân vào, nhúng tay vào, cuối cuộc đó, thành quả đạt được không cao. Và những người khác đó, muốn đóng góp cũng không có điều kiện để đóng góp. Do đó ta phải phân định đâu là mục đích dài hạn, mục đích ngắn hạn, mục đích vừa, mục đích cho mình, mục đích cho người, mục đích lớn hơn, mục đích nhỏ hơn. Sau khi phân định như thế rồi thì ta đi trên quỹ đạo để hướng tới mục đích quan trọng nhất. Thì lúc đó tất cả những sự loạn động trong tâm nó không có mặt. Một nhà thơ Việt Nam phát biểu: băn khoăn đứng trước hai dòng nước, rồi một dòng hay để nước trôi. Khích lệ chúng ta là hãy định hướng tương lai của mình bằng một lý tưởng, bằng một mục đích, thông qua chức nghiệp. Và phải xác định rất rõ ngay lúc còn học dưới ghế nhà trường. Có rất nhiều em học sinh đó, chuẩn bị lên đại học, chọn một cái ngành nghề mà mình không hề có sở trường gì hết đó, là bởi vì chỉ vì mười mấy năm học chung với một đứa bạn nào tâm đầu ý hợp, bây giờ không có nó buồn chịu không nổi, cho nên nó học môn gì thì mình học môn đó. Nó lao vào môn kế toán như là một sở trường của nó. Còn mình á thì quên đầu quên đuôi, cộng trừ nhân viên xong, chỗ gì văn học mà nhào vô kế toán, cho nên đổ nợ, học xong rồi dứt bỏ cái nghề đó. Là bởi vì ta thiếu cái sự định hướng, tâm nó không có được vững, bị lệ thuộc vào người, chạy theo hoàn cảnh, tùy duyên theo cái kiểu như lục bình trôi, là không thể nào có được một tương lai vững chắc. Ta phải quấn luyện cái tâm thức của mình, dần dà rồi thì ta sẽ đạt được cái này. Thì trong niệm Phật cũng như thế, khi có mặt tại khóa tu, quý hành giả hãy quên hết chuyện đời, chuyện gia đình, quên hết đi. Là bởi vì mình ở đây có lo cũng không giúp được gì cho người thân của mình đâu. Sau khi ta trở về nhà với một cái nguồn an lạc của tâm linh sung mãn thì ta có thể có được hạt giống từ bi, nó nguồn từ ái nhẹ nhàng thư thái, tác động ảnh hưởng làm cho người thân của chúng ta cũng được vui theo, hạnh phúc theo. Cho nên giờ nào việc đó, đang có mặt ở chùa thì tâm hướng về tâm linh thôi, thì lúc đó ta mới tránh được cái tình trạng bị loạn tưởng. Nhận diện thứ tư, Bồ Tát Phổ Hiền dạy là cõi ta bà này số lượng người chân tu ngày càng giảm ít. Chân tu theo nghĩa là chứng đắc được đạo quả đó. Bởi vì người ta có khuynh hướng là phát triển kinh tế, và khi phương tiện nghi vật chất đủ đầy đó thì con đường tu tâm linh nó cũng bị giảm mà. Ví dụ thời của Đức Phật, mỗi một hành giả tu sĩ đó có ba y một mình bác. Tôi ngủ ở dưới một gốc cây, ngày hôm sau không lặp lại lần thứ hai để không có tâm nhiễm trước. Ban ngày dẫn một cái đoàn hành khất đi từng bước chân thảnh thơi vào làng xóm cánh đồng, nhìn thấy ánh vàng rực của màu sắc chư tăng, lòng các người cư sĩ dễ dàng phát tâm và hướng về. Sau khi dùng cơm của đàn đại tế trí cúng xong rồi, thì Đức Phật và chư tăng ngồi xuống thuyết pháp cho quần chúng nghe. Như vậy hành khất không phải là con mọt xã hội dây trùm ghế ăn bám, mà là một phương tiện tương tác giao tế với xã hội, một bên hỗ trợ về vật chất, một bên là hiến tặng tâm linh, để cả hai bên đều được thăng bằng, rồi hai bên làm lợi lạc cho nhau. Còn bây giờ định chế xã hội bắt đầu có, ta có muốn đi lang thang cũng không được, vì lang thang là cảnh sát sẽ bắt chúng ta về những cái trung tâm như là Tân Hiệp. Vì đó ta phải định cư một chỗ, bắt đầu các Phật tử phải cúng cái này, hiến dâng cái kia, tạo các phương tiện để chúng ta có hội trường lớn, chùa to, Phật đẹp, để tạo hành trang và tư lương cho các hành giả. Cái phương tiện vật chất đó không có gì là xấu nếu ta sử dụng đúng mục đích. Vì dĩ nhiên không biết cách đó có thể bị tham đắm, bị dướng dính vào sự tham đắm này. Ví dụ ai thích cái nghề sưu tầm
đồ cổ hay chơi tem cổ đó, cái gì mình cũng gom về hết đó. Giá trị của đó là nằm ở cái cổ xưa, tác giả của nó có thể là những nghệ nhân nổi tiếng đó, thì giá trị tiền tệ của nó còn gia tăng hơn nữa, tao quý nó còn hơn quý bằng sống của mình. Những người đó mà tu tập niệm Phật hay bị khó đó. Đến lúc mà mình là hấp hối hay là gần qua đời không nhớ gì hết, nhớ những cái món mà vật cổ xưa quý nhất, không biết là ai kế thừa, có ai lấy mình hôn, con cháu mình có bán hôn hay là để nguyên như vậy để tôn thờ và nhớ đến mình. Do đó ta phải sống làm sao để cho không bị chấp trước vào những gì chúng ta có, thì được gọi là hành xả. Hành xả có nghĩa là trong nhà đang có 5 cái ghế, bây giờ đem quăng ra ngoài đường hết, cho hết thiên hạ, gọi là hành xả. Ta vẫn sử dụng chúng mà không để chúng làm cho mình bị hệ lụy. Ta thấy chúng như là những chức năng để phục vụ cho ta, chứ ta không phải là kẻ nô lệ, thì được gọi là hành xả. Và như vậy là tâm vẫn được an.